Lương Vũ ơi, Vương Hương rất là muốn đàn ngay cho vị khách đặc biệt của ngày hôm nay vì bài hát này Vương Hương rất là yêu thích. Xin mời Vương Hương giới thiệu bài hát tên gì và ca sĩ nào trình bày. Vâng, đó là bản nhạc, một bản nhạc thật hay của tác giả Trái Tim Bên Lề Phạm Khải Tuấn. Đó là Lỡ Yêu Em Rồi và rất hân hạnh được đàn tặng cho quý vị với giọng hát của vị khách mời ngày hôm nay, Hào Lê. Xin mời anh Hào gửi lời chào. Hà xin kính chào, gửi lời chào tới khán giả của SCT. Ánh mắt quá dịu em làm tim nhức nhối.
tim đau của người đến sau, cho đến mai sau tim nào vẫn đau. Tôi là yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm. Tôi yêu em dù biết sẽ không được gì. Tôi yêu em dù biết quá anh Hậu ơi, một một bài hát mà chúng tôi đã thương lượng với nhau không cách đây không bao lâu ạ. Chỉ chừng 15 phút trước đây ạ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho tiếng hát của anh Hậu Lê, quý vị. Thật sự mà